Cùng nhạc sĩ Hoài An và ca sĩ Isaac, thành viên của 365, Văn Mai Hương là vị giám khảo thứ 3 ngồi vào chiếc ghế nóng của Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên. Văn Mai Hương cho biết cô như tìm lại tuổi thơ của mình qua hình ảnh những em bé háo hức đến sân chơi ca hát dành cho thiếu nhi. Cùng với sự hỗ trợ của nhà sản xuất âm nhạc Aiden và nhà thiết kế Phương My, Văn Mai Hương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho phần xuất hiện của mình trong vai trò giám khảo. Khi tham gia Vietnam Idol, được tiếp xúc cùng các chuyên gia và ca sĩ, mình thực sự được truyền cảm hứng để yêu nghề hơn, và Hương cũng mong muốn làm được điều này với các em thí sinh. Đó là lý do Văn Mai Hương tham gia chương trình Vietnam Idol Kids. Cùng với công việc giám khảo, cô cũng đang ráo riết chuẩn bị cho lễ ra mắt album mới của mình. Đây sẽ là một sản phẩm âm nhạc đặc biệt của bộ ba mới trên thị trường âm nhạc: Khắc Hưng, Văn Mai Hương và Aiden.